Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Ở video trước mình đã vẽ anh ba Sanji rồi, nên hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Zoro cho các bạn xem nha. Hy vọng các bạn sẽ enjoy cái moment này. Vẽ nhân vật Zoro đối với mình nhìn qua thì có vẻ khó, nhưng thật sự ra thì khá là khó đó mà. Và mình sẽ để link vẽ Sanji ở phần mô tả cho bạn nào muốn xem nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Back then, I remember that I was drunk out of my mind when we kissed for the first time.
Would you come around? I will keep you safe and sound after all this time. Vậy là mình đã vẽ xong rổ rồi đó, nhìn cũng được của ló phết. Và cuối cùng như mọi khi, nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video khác nữa nhé. Cảm ơn.